lọ mọ thế nào lại vào đúng luôn khu nghỉ dưỡng bộ công an thế này. Nhưng thôi cũng được, nhìn cũng xịn phết. À, với con vợ tóc xù đang đi lù bù ở trước kìa, toàn gà ngoe không. Khu này khu nghỉ dưỡng của cán bộ chiến sĩ bộ công an đây, ở ngoài Mũi Né, ở được phết. Chung là phòng ốc thì sạch, đồ xịn, chất lượng ngon. Nhìn cũng mày tiến lên ra khu biển nhá. Đây là khu biển đẹp nhất Việt Nam luôn. Khu này thì nó có cả nhà, dãy nhà biệt thự này. Vào thuê một dãy nhà biệt thự này ở không được. Resort này. Mũi Né Villa. Phết. Đây phía trước là biển đây. Nói chung khá đẹp. Biển đây thì tuyệt luôn. Con vợ lững thững đi trước rồi. Đây toàn dừa, không là dừa không, họ trồng cả một đồi dừa, rừng dừa đây. Đó. Chiều nay xuống cái hồ bơi này bơi. Bơi quá xịn luôn. Hồ bơi nhìn ra biển. Xịn đẹp. Tuyệt vời phết. Biết là quên không đem họ áo bơi đi có được bơi không nữa. Đang tiếc rẻ đây. Lọ bỏ thế nào lại vào ngay cái khu ngày xưa mình làm thế. Nhà nghỉ bộ công an luôn. Đây là cano cứu hộ đây. Cano cứu hộ. Bãi biển này thì đẹp rồi, quá tuyệt luôn. Đây là vào cái cano cứu hộ của chiến sĩ đây. Này thì quá tuyệt. Phong cano ấm ấm. Này thì còn hoang sơ lắm, từ Mũi Né lên đây khoảng 10 cây số trên cái đường đi đi đồi cát đấy các bạn, còn khá là hoang sơ luôn, bãi biển vắng, ngoài kia xa xa thuyền chài đang đánh cá kìa. Phía bên kia có đảo, quá xịn luôn, hải cảnh tươi không ai hết, nắng hoe, đúng là khu nghỉ dưỡng của cán bộ. Bỏ bấm thế nào vào đúng khu. Xe thì kéo cái cano đang bãi cát này, kéo vào đây. Hoang sơ đó, vùng này còn hoang sơ. Đây này, này là cái rau muống biển này,
chắc ít các bác biết đây là cái cây giống Yến này. Hoa nó giữ hoa giống mơn mởn luôn. Đấy. Đây là cái hoa giống biển mọc ngay bờ biển, nhiều bờ biển đấy. Đây nhiều cano lắm, đây còn cái này, đang để lên đây cái này, đây 4-5 cái cano để đi cứu hộ. Con vợ đang ngồi này, mặt thì bánh bèo. Đây, tắm không? Chắc tắm thôi. Sao lại thấy là đỡ thế, xuống nước tắm thế nào? Đây thì chỉ có hàng dừa, trồng nhiều dừa với lại cây chi lào. Nhiều dừa lắm, trong khu này dừa bạt ngàn luôn. Quá xịn luôn. Đây. Dừa không ạ? Đấy. Trồng quá trời dừa luôn các bạn. Cái nhìn kìa, kìa có cặp chó Phú Quốc kìa. Đấy, đang cắn nó đang chạy lại đây. Đấy. Đấy, nó đang chạy lại này. Đó, cặp chó Phú Quốc nó định tính lại nó phải cắn đấy. Khu này dừa đẹp lắm. Đấy. Đấy, có hai chú chó nó đang chạy về cắn đấy. Gió mát lắm. Đây chỉ có dừa không. Trông quá trời dừa luôn. Biển ngoài kia các bác ơi. Đó. Hướng thẳng ra biển đấy. Dừa ở đây thấp tẹt à, sờ tay cái tới à. Đó, chung ý dưỡng ở đây ngon lắm, xịn phết, thấp lắm, cái dừa thấp tẹt đó mà. Quầy ba thì vắng hoe, đâu có mấy cán bộ nghỉ dưỡng đâu. Đó, cái dừa thấp tẹt à. Cái dừa nó có chừng này à, sờ tay cái hái dừa luôn. Đó. Trên trại của dân địa phương. Hoang sơ lắm. Bãi biển vắng hoe người luôn. Đây nó mới đẹp như vậy, dọc bờ biển này. Tắm xong lên đây dội nước ngọt, quá xịn luôn. Đó,